Tiếp tục nhiệm vụ thứ 98 các bạn, chúng ta sẽ nhận ở chỗ Schneider ha, cầu thủ bóng đá Schneider ở thành bản đồ Godova. Chỗ người bán thuốc có một cái con đường đi lên này các bạn, để ý nè, đó Schneider. Có con quái vật nó đã tấn công tôi, xin vui lòng kiếp của tôi mọi thứ hoàn toàn đen, phải là một cú sốc, có rất nhiều nạn nhân hơn, nói chuyện với họ có thể họ nhớ nhiều hơn. Ok, tôi sẽ nói chuyện với họ. Nhiệm vụ mới nạn nhân, ở chỗ đây có một người này, hai người à. Ok, đây cũng là một nạn nhân đây rồi, Marie Ongate. Giúp tôi với, tôi đã bị tấn công, đó là một con quái vật đã đi vào chỗ của tôi cần trả thù, giết nó đi và nó ở gần nước. Tôi thấy rồi, ở gần nước. Một cái ha, rồi còn một người ở đây, quái vật à. Đây, John Duran. Lính canh, tôi phải giúp đỡ chơi xấu, điều trị khủng khiếp một con quái vật bên tảng đá lớn. Tôi thấy rồi, ở gần hòn đá. Mấy người này gặp phải quái vật à? Ở đâu? Phía trên đây các bạn ơi, chỗ này ha, mình sẽ chạy lên đây. Đây, có gì giấu dưới hòn đá hả? Hai chỗ à? Chỗ này đi. Có gì được giấu dưới hòn đá các bạn? Nó có đánh dấu rồi. Hey, ngươi cần gì? Ngươi tấn công mọi người, chết đi. Tấn công mọi người đến mặt nước mỗi ngày, hầu hết mọi người tôi không bận tâm. Một số người, mặc dù bạn đã nói chuyện với những người mà tôi cho là đã tấn công, những kẻ ngốc cần một bài học. Tôi chỉ hét lên một chút và làm họ sợ, không làm hại họ. Họ xứng đáng với điều đó. Ở đây mình có hai lựa chọn ha, một là giết con quái vật này, hai là tha cho nó, những người kia xứng đáng với sự hù dọa đó. Mình thấy là con quái vật này nó chưa có làm hại ai cả các bạn ơi, nó chỉ hù dọa thôi, mình nghĩ là nên tha ha, mình sẽ tha cho nó. Vâng, họ xứng đáng với điều đó, đừng bận tâm. Đó, đã hoàn thành nhiệm vụ nạn nhân các bạn, có hai lựa chọn ha, tùy các bạn chọn thôi.